Chào tất cả anh em đến với shop phụ tùng Trần Đạt nha anh em. Hôm nay giới thiệu anh em một cái bộ lốc của rim lùn 99. Rim lùn 99 thì nó một cái lốc rất là khác biệt so với tất cả những cái lốc còn lại của Honda nha. Tại vì mình thấy là chỉ có một mình nó mới có cái lốc như vậy thôi. Còn ví dụ nha anh em có thể thấy là chúng ta rim Thái là anh em sẽ có chung những cái mặt lốc nó giống như là ví dụ như là Super đời đầu hoặc là rim lùn thì nó cũng khá là giống nhau. Đó, nhưng mà với cái rim lùn 99 này ấy, là nó chỉ có duy nhất một mình nó là độc nhất thôi anh em. Nó chả có cái nào giống nó cả. Anh em có thể thấy này, là cái lốc lửa của nó rất là dày luôn. Đấy, dày một cục. Và nó cũng là lốc chữ cong, nhưng mà chữ cong của nó thì nó khác biệt. Để mình lấy nắp chữ cong khác cho anh em coi nha. Đây, chữ cong khác thì nó như vậy này. Đấy, anh em thấy cái lốc chữ cong khác là nó sẽ cong mà nó lại có ở phía trong, nó nằm ở phía trong cái mỏng này. Còn con này thì nó lại như vậy, và cái này nó cái cạnh nó vát lên rất là cao ha. Còn con này cạnh nó vát lên nhẹ hơn, nó chả vát lên, nó u tròn lên thôi. Đấy, thì nó là cái điểm khác biệt. Và những cái chi tiết góc cạnh nó cũng khác nhiều, nó không có giống như con này một tí nào hết đấy, nó rất là khác ha. Đó, thì chính vì vậy mà nó tạo nên cái điểm khác biệt của xe đi lùn 99 này. Và mình thấy là cái xe này nó cũng là một cái xe rất là đặc biệt so với những cái xe còn lại của Honda, là cái dàn lửa của nó là chất lượng luôn. Và cái mang cá của nó này anh em nhìn nó khủng long bạo chúa không? Đó, cao nha, cái này nó rất là cao to nha. Đó, to đùng luôn. Và gắn vô anh em, mà xe nhà mình thì cũng đang gắn với chiếc rim màu đỏ, cũng đang gắn cái bộ này, nhưng mà tại xe thì Tiến lấy chạy đi công việc rồi nên là không có ở đây quay cho anh em coi ha. Đây, còn đây là lốc nồi nó, thì lốc nồi nó cũng giống như những lốc nồi khác thôi, không có gì khác biệt hết. Nhưng mà chủ yếu là bên tới là bên nóc lửa mang cá. Đấy, cái bộ này thì anh em nào thích thì liên hệ với Đạt ha. Bây giờ thì Đạt sẽ cầm ra quay cho anh em coi xe mình. Nhà mình thì có một chiếc rim lùn 99 luôn. Đây. Đây, gắn lên xe rất là đẹp nha anh em. Đó. Đấy. Gắn lên xe nó như vậy đây, nhìn nó cũng ok, không có vấn đề gì. Rất là đẹp ha. Anh em chúng ta có thể mua về thay thế cho cái lốc rim ở nhà hoặc là lốc quay, nhìn nó rất là chất lượng, cá tính. Là như anh em nào chúng ta bị giang xài đi lùn 99 nhưng mà nó bị bể bị vỡ rồi, anh em cũng có thể ta mua ta thay thế cho nó ha. Đây, một bộ lốc như vậy. Đó. Đây, bên trong này mới càng xà beng luôn nè. KFM. À, đúng của nó đấy. Rồi, anh em nào mua liên hệ với Đạt nha, số điện thoại của mình 0915434973 nha. Bộ này có bộ à, cho nên anh em nào chúng ta tranh thủ anh em liên hệ nha. Đó, cái nắp lửa và cái mang cá này rất là hiếm hàng trên thị trường luôn, ít người có. Rồi, cảm ơn anh em đã xem clip rất là nhiều. Số điện thoại của Đạt 0915434973 anh em nhé. Địa chỉ ở số 65B đường Thạnh Xuân 38, phường Thạnh Xuân, quận 12, Hồ Chí Minh. Có ship xa toàn quốc cho anh em, nhưng anh em ở xa vẫn có thể mua được hàng nha. Cảm ơn anh em rất là nhiều đã ủng hộ. Hẹn gặp anh em những clip tiếp theo nhé.